cuộc đối đầu giữa hai đại diện của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Boxing Academy, Nguyễn Hoàng Quốc Huy ở góc đài đỏ và Bùi Văn Nhân ở góc đài xanh. Ngay lập tức Nguyễn Hoàng Quốc Huy lựa chọn áp sát trước chiều cao của Bùi Văn Nhân. Rõ ràng Quốc Huy phải lựa chọn áp sát trước chiều cao rất tốt của Bùi Văn Nhân. Tay đấm của chiều cao tốt nhất tại VSP Pro 5 ngày hôm nay. Quốc Huy sở hữu thể hình tương đối tốt so với hạng cân 61kg. Những cú body shot của anh rất mạnh. Combo đòn dài khiến Bùi Văn Nhân đang có phần bối rối. Bùi Văn Nhân bước vào hai gạt bằng hai gạt khi hai tay thủ rất cao và chờ đợi có cự ly thích hợp để tấn công Quốc Huy bằng liên tiếp các đòn đánh với số lượng lớn. Trong khi đó Bùi Văn Nhân thi đấu khá cơ bản. Tình huống đánh jab giữ cự ly của Bùi Văn Nhân vẫn đang được thực hiện một cách liên tục. Ngay lập tức Nguyễn Hoàng Quốc Huy né tránh khi đối phương giữ tay thủ. Một combo tốt của Quốc Huy. Tục là một combo tốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Những cú body shot bằng tay trái và overhand giúp anh có thể khiến cho Bùi Văn Nhân khó tìm được cự ly ra đòn thích hợp. Móc phải tốt của Quốc Huy. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Vừa rồi là thêm một tình huống đấm tay sau tốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Thi đấu thứ hai bắt đầu. Liệu rằng Quốc Huy có thể xử lý được, xin lỗi quý vị các bạn, Bùi Văn Nhân có thể xử lý được các phương án áp sát của Quốc Huy hay không?
Nhân đang khá vất vả trước những nỗ lực đẩy đài, ép đài vào sát dây rình của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Cho tới lúc này thì Bùi Văn Nhân vẫn chưa thực sự có một tình huống tấn công đáng chú ý nào. Thế thủ của Nguyễn Hoàng Quốc Huy vẫn còn rất chắc. Quốc Huy chắc chắn vẫn đang lựa chọn tận tình huống để áp sát, và vừa rồi cú móc trái tốt của Bùi Văn Nhân. Body shot tốt của Nguyễn Hoàng Quốc Huy. Ép đài rất khó chịu. Combo mở đòn bằng móc trái và bây giờ là tiếp tục một tình huống đấm thẳng tay sau, kết thúc với móc phải. Cú đấm thẳng tay sau tốt của Quốc Huy. Tiếp tục là móc phải. Quốc Huy đang tận dụng khá tốt chính chiều cao của Bùi Văn Nhân, khi Bùi Văn Nhân đang để hở phần sườn cho những cú body shot của anh như vừa rồi. Đấm thẳng tay sau tốt ở 10 giây cuối cùng của Quốc Huy. Lại là body shot. Thực sự thì Nguyễn Hoàng Quốc Huy có rất nhiều phương án tấn công cho tới thời điểm này. Mở màn là một cú đấm thẳng tay sau tốt của Quốc Huy. Lúc này thì phương án áp sát của tay đấm từ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được thực hiện rất tốt. Bó thủ hiệu quả và liên tiếp tung ra những cú móc sấm sét. Tiếp tục là một cú móc phải tốt của Hồ Quốc Huy. Cho tới lúc này thì Bùi Văn Nhân vẫn chỉ có di chuyển và tránh đòn chứ chưa thực sự tìm ra được sự chủ động. Dù nhịp tấn công của Quốc Huy đã chậm lại nhưng Bùi Văn Nhân vẫn chưa có được sự chủ động cần thiết.
những cú đấm thẳng tốt, tay sau tốt như vừa rồi cần xuất hiện nhiều hơn. Body shot rất khó chịu của Quốc Huy. Một nửa thời gian của thi đấu thứ ba đã trôi qua. Một pha phản đòn tay sau khá tốt của Bùi Văn Nhân khi anh thoát góc và đánh chặn đối phương. Phòng thủ body shot tốt của Bùi Văn Nhân. Ba mươi giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ ba và một cú móc phải tốt nữa của Quốc Huy. Giây cuối cùng, Bùi Văn Nhân phần nào đã tìm ra được phương án tấn công. Thi đấu cuối cùng, hạng cân 61kg giữa Nguyễn Hoàng Quốc Huy góc đài đỏ và Bùi Văn Nhân ở góc đài xanh. Sau 3 hiệp thi đấu đầu tương đối khó khăn với Bùi Văn Nhân, liệu rằng anh có tìm ra được một phương án thích hợp không, khi bây giờ thể lực của Quốc Huy vẫn còn rất tốt và liên tiếp lao đới với những combo uy lực. Cú overhand tốt của Quốc Huy, rất mạnh. Cú đấm tay sau của Quốc Huy cho đến lúc này vẫn còn giữ được uy lực rất tốt và đặc biệt khó chịu trong các tình huống áp sát với Văn Nhân. Shot tốt của Quốc Huy và ngay lập tức nối bằng một đòn đấm vòng tay sau. Tiếp tục là body shot. Nguyễn Hoàng Quốc Huy có một quyết định rất chính xác khi không ôm đối thủ khi áp sát mà anh chủ động tách ra và tấn công. Một cú đấm thẳng tay sau sấm sét của Quốc Huy và đặc biệt rất khó cho Bùi Văn Nhân khi anh tựa vào dây đài và không có không gian để né tránh. Một nửa thời gian của hiệp thi đấu cuối cùng trôi qua. Tiếp tục là một đòn đấm thẳng tay sau tốt của Quốc Huy. Một phút cuối cùng. Quốc Huy lúc này thi đấu vẫn rất thoải mái. Đòn đấm móc bằng tay sau tốt nữa của Quốc Huy. Cho tới lúc này thì những đòn đấm tay sau của tay đấm từ Thành phố Hồ Chí Minh
khiến cho Bùi Văn Nhân cực kỳ vất vả để chống đỡ như vừa rồi. Một pha vấp ngã của Quốc Huy và không có nóc đảo. Làm giây cuối cùng rất khó để có được bất ngờ. Tiếp tục là một đòn đấm tay sau tốt của Quốc Huy. Tình huống ra đòn không cố ý của Bùi Văn Nhân khi mà tiếng chuông đã reo lên. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của trận đấu này. Vậy là một chiến thắng không có gì phải tranh cãi cho Nguyễn Hoàng Quốc Huy trước Bùi Văn Nhân với điểm số 39-37, 40-36 và 40-36.